Quá nhàn hạ chính là trái đắng khiến một người trở nên tồi tệ. Có người nói, sống và chăm chỉ làm việc khiến chúng ta cảm thấy mình đang thực sự sống, trong khi nhàn rỗi quá dễ đưa chúng ta vào vô tận lo lắng và hoảng sợ. Tôi luôn có cảm giác dường như chỉ cần tôi dừng lại, tôi sẽ bị xã hội đào thải và bị người khác vượt mặt. Con người không thể quá nhàn rỗi, nếu quá nhàn rỗi, họ sẽ suy nghĩ mù quáng và luôn bận tâm quyết định này đúng hay sai, so đo được mất. Vì rảnh rỗi có đủ thời gian để suy nghĩ nên đầu óc càng lo lắng. Người nhàn rỗi không có mục tiêu, định hướng càng dễ suy nghĩ, lo lắng lung tung. Lâu ngày nếu nghĩ ngợi nhiều, chỉ lo được mất thì hậu quả là chẳng giải quyết được gì mà chỉ suốt ngày u sầu, sinh ra nhiều phiền muộn. Mọi sự lo lắng và phiền não đều do nhàn rỗi mà ra. Một khi không có việc gì làm, rảnh rỗi sinh suy nghĩ, lo lắng mông lung. Càng nghĩ càng sầu não, cuối cùng chỉ có một mớ nỗi buồn và khổ hạnh đầy hỗn loạn do bản thân lo lắng quá nhiều mà thôi. Nhàn rỗi sinh lo lắng, lo nhiều gây mệt mỏi, uể oải. Nếu để bản thân rơi vào tình trạng này quá lâu, chẳng khác nào tự tra tấn tâm trí của mình. Dần dà, chán chường, mệt mỏi vì lo nghĩ sẽ khiến bạn không muốn làm gì và chẳng thể làm được gì. Cuộc sống nhàn hạ tưởng chừng sung sướng, hạnh phúc nhưng thực chất sẽ khiến bạn trở nên tồi tệ hơn. Ý chí của bạn dần bị mài mòn, dẫn đến suy kiệt về cả thể chất và tinh thần. Vậy cho nên, một cuộc sống bận rộn sẽ không có hối tiếc, không lo lắng. Bận rộn ở đây mang nghĩa tích cực, không để bản thân lao vào công việc quá mức mà vẫn xen kẽ với nghỉ ngơi. Một cuộc sống bận rộn có thể giúp bạn nâng cao năng lực, thay đổi bản thân. Bận rộn có thể đổi lấy kết quả và lợi ích. Dù bận rộn, đôi khi cũng khiến bạn mệt mỏi, nhưng bạn có thể đạt được rất nhiều, ví dụ như tiền, công danh sự nghiệp và hạnh phúc.